hai người da đen tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã xuyên không về năm 1780, bị bắt đến bán tại buổi đấu giá. Quần lót thế kỷ 21 còn chưa kịp thay, trưởng quầy hét lớn giao bán. $2, $2, đều là $2. Những đám người da đen này thân thể cường tráng, có thể tăng năng suất cho nông trại. Những người da đen khác rất nhanh đã bán hết rồi, chỉ còn lại dâu ở Varegis không ai muốn mua. Trưởng quầy trực tiếp hạ giá. $50, $50, ngài đưa tôi $1. Nhưng vẫn không ai muốn mua, trưởng quầy liền trực tiếp biểu thị $1 hai người. Mua về có thể nâng cao năng suất của nông trại. Nhưng vẫn không có ai mua, trưởng quầy tức giận, nói rằng không bán được thì sẽ trực tiếp bắn chết dâu ở Varegis. Dâu ở Varegis nghe xong thì sợ mất hồn mất vía, liền khoe cơ ngực tại chỗ và lắc như điên. Phú hảo Juden thấy hai người này đáng thương đã dùng $1 mua bọn họ. Hai người là người nước Pháp ở thế kỷ 21, nguồn gốc từ châu Phi. Dâu ở là một tên tội phạm cướp giật, sau khi ra tù vẫn không chịu tìm công việc. Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đi qua đường, lập tức liền muốn cùng cô ấy. Dâu ở vừa ra tù không xu dính túi, đi xe buýt cũng không mua nổi vé. Đối phương muốn kiểm tra vé, dâu ở liền nhằm vào bạn thân của con gái xin cô bé $40. Cô bé nói rằng đây là sinh hoạt phí của cô bé. Dâu ở căn bản không nói nhiều, trực tiếp cướp tiền, rút ra $40 mua vé, còn lại thì cất đi. Dâu ở nói rằng mình là người da đen và còn là tín đồ đạo Hồ, lại còn phải mua vé. Các người là đang kỳ thị. Người da đen khác nổi nóng, đừng làm xấu hổ người da đen chúng tôi. Nói xong liền muốn đánh dâu ở. Dâu ở liền bị đẩy xuống xe như vậy. Anh trai của dâu ở là Regis là một phần tử trí thức. Anh ta vừa đưa vợ về nhà, lại bị người ta cưỡng ép lau xe. Regis nổi giận đừng lau nữa. Lau rồi tôi cũng không trả tiền đâu. Người vợ liền nói những người này rất đáng thương. Regis không tin, lập tức kéo áo của đối phương xuống hơ hớ. Regis xấu hổ quay về trong xe. Bọn họ chủ động hại mình là vì để kiếm được nhiều hơn. Dâu ở quay về nhà liền bị mẹ chửi mắng, bởi vì anh ấy vừa ra tù ngày đầu tiên đã đi cướp tiền, còn là cướp tiền của bạn học của con gái mình. Dâu ở bị đuổi ra khỏi nhà, liền bị thông báo bố của anh ấy sẽ trách vì bệnh, bảo dâu ở về nhà bố gặp mặt lần cuối. Dâu ở và Regis vội vàng chạy về nhà, phát hiện bản thân lại có mấy người anh chị em họ hàng nói với dâu ở, bố con hồi trẻ thích đi du lịch, thế nên con cái ở khắp thế giới. Trước khi chết, người bố nói với dâu ở, ông đã để lại một bảo vật cho dâu ở. Không, bố ơi, đừng đi mà, đưa nước cho tôi. Bảo vật gì? Người bố hét lớn một tiếng rồi trách đi. Bảo vật để lại thì ra lại là ký kết giải phóng của người da đen. Thứ này đáng bao nhiêu tiền chứ? Họ hàng nói với dâu ở, không có thứ này ông cha của dâu ở sẽ không có được tự do. Dâu ở và Regis tức giận liền xé nát ký kết giải phóng. Tất cả bị người cô nhìn thấy, người cô liền trực tiếp đưa bọn họ đến năm 1780. Hai người tỉnh dậy phát hiện bản thân đang ở bên ngoài, chưa làm rõ được chuyện gì xảy ra, liền bị người da trắng bản địa bắt đi. Dâu ở bị nhốt trong lồng sắt, nghĩ rằng đối phương là cảnh sát, thế là lấy điện thoại ra, dám bắt tôi sẽ quay lại rồi phát lên mạng để mọi người xem cảnh sát nước Pháp miệt thị người da đen như thế nào. Regis thấy vậy liền nói với cảnh sát, dâu ở cướp bóc hay hút ma túy, muốn lấy công chuộc tội, kết quả đổi lại là bị roi ra quất. Sau đó hai người bị đưa đến chợ phiên, muốn khóc nhưng không có nước mắt. Trưởng quầy hét lớn bọn chúng vô cùng khỏe mạnh, không tin có thể lên sờ thử. Có người đã lên sờ thật, cường tráng quá đấy, để trong nhà sợ ta phải đội mũ xanh mất. Cuối cùng hai người bị trả giá $1, bán cho chủ nông trường Juden. Do Regis da trắng hơn nên được làm việc ở nhà bếp, dâu ở đen hơn chỉ có thể làm việc ở nông trường. Regis vội vàng hét lên, tôi là người văn hóa làm việc trong thành phố, đổi lại là một trận cảnh cáo, chưa được người da trắng cho phép thì không được lên tiếng. Quản gia cảnh cáo Regis, ngươi là Gerspat đúng không? Không, tôi là Regis. Chủ nhân Juden thấy hai người cường tráng, thế nên đặt tên cho họ là Gerspat và ghé ré on. Dâu ở mỗi ngày đều làm biếng ở nông trường, bị quản gia đánh đập tàn nhẫn. Dâu ở giận dữ mắng quản gia là người chủ nghĩa chủng tộc. Nhưng cái chiêu tổ hợp quyền người da đen này không sử dụng được ở năm 1780. Regis mỗi ngày hầu hạ người da trắng ăn uống, người da trắng vừa ăn uống vừa nhục mạ người da đen, khiến Regis vô cùng không vui. Thức ăn thừa của người da trắng chính là đồ ăn của người da đen. Đồ ăn thừa này dâu ở ăn không quen, đồng đội Isidore thà trộm ăn mía cũng không muốn ăn thức ăn thừa. Isidore lén lút ăn bị dâu ở nhìn thấy, dâu ở tam quan tan vỡ, vội vàng lấy điện thoại ra ghi lại. Buổi tối, dâu ở biết được mình đã bị xuyên không về năm 1780. Qua vài năm nữa vua Louis 16 sẽ chết rồi. Hai người quyết định trốn chạy, lại thấy trong bóng tối có người, sợ hãi bay mất cả kế hoạch. Ngày thứ hai, linh mục giảng đạo cho người da đen, nói với bọn họ, thượng đế tạo ra loài người, đồ nịnh hót, anh không có tự tôn sao? Thánh A-la muôn năm. Dâu ở bị một trận đánh đập, lý lẽ truyền giáo. Regis có điều muốn hỏi, ông nói thượng đế làm theo tướng mạo của bản thân tạo ra con người, vậy người da đen và người da trắng không nên bình đẳng sao? Linh mục giận dữ đưa ra văn bản gốc, trên này viết người da đen phải nghe lệnh người da trắng. Regis đến gần nhìn, trên này không phải là viết Chúa Giêsu và Phêly đang ăn uống cùng nhau sao? Linh mục giận dữ, người da đen này lại biết chữ ư, làm phản rồi hả? Dâu ở mỗi ngày đi làm cố ý đến muộn, đổi lại là một trận đánh đập.
Dầu ở không chịu đựng được liền muốn trốn thoát. Dầu ở bị treo lên đánh đập, nhưng vẫn hét lên tự do bình đẳng. Rosalie rửa sạch vết thương cho dầu ở. Dầu ở rất cảm động, nói rằng không thể trả ơn, nguyện đem thân mình để báo đáp. Rosalie từ chối, cô ấy thích Isidore. Dầu ở giận dữ chửi rủa, sống trên đời không còn ý nghĩa nữa. Mấy người ở thời đại này yêu đương đúng là phiền phức, không thể xem phim, không thể đi dạo, vô vị. Regis nhận biết được chữ, chủ nông trường rất tán thưởng anh, quyết định để anh quản lý những người da đen khác. Ngày hôm sau, Regis bắt dầu ở lười biếng dậy làm việc. Dầu ở không chịu liền bị Regis dùng hũ nước tiểu dội người. Những nô lệ da đen này, dầu ở chửi Regis tiếp tay cho cái ác, nối giáo cho giặc. Nhưng Regis rất thích cảm giác này. Ban ngày linh mục cùng chủ nông trường ở phòng khách ngâm thơ đối chữ. Linh mục ngâm thơ gió thổi mặt nước tầng tầng sóng. Regis đối lại mưa đánh bèo trôi lớp lớp xanh. Con gái du đen cảm thán thật là tinh tế, thật là tinh tế. Một tên da đen còn biết làm thơ đối chữ. Đám người cười lớn. Ngươi có biết đánh đàn piano không? Cái này có gì khó chứ? Regis liền ngồi xuống trước đàn piano. Người da trắng giận dữ. Một tên da đen dám hoành hoang trước mặt quý tộc, chán sống rồi. Sau khi Regis và dâu ở bị đánh liền ngồi lên xe của người Do Thái trốn chạy. Ông chủ du Do In biết được liền phái người đi bắt hai người. Đến bắt là người lần đầu tiên bắt bọn họ. Hai thợ săn. Trên một người còn mặc áo phông kỷ niệm Scarface của dâu ở. Hai người truy kích hai anh em nhà dâu ở đến bờ biển. Hai anh em chèo thuyền rời đi. Hai thợ săn trên bờ chửi lấy chửi để. Kết quả phía sau đi đến một chiếc thuyền buôn bán người da đen. Hai người bị bắt một lần nữa ở trên biển. Đi vòng quanh cuối cùng lại quay về chợ phiên. Trưởng quầy vừa nhìn thì nói hai người nhìn có vẻ quen quen. Thợ săn đưa hai người quay về. Đến bữa ăn một thợ săn đi tìm thức ăn. Anh trai mặc áo Scarface phụ trách trông chừng dâu ở và Regis. Đột nhiên lại nghe tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn. Sau khi hai tên thợ săn bị giết thì bị treo lên. Những người này đều là những nô lệ trốn thoát. Bọn họ thành lập nên một hội phản kháng. Dâu ở và Regis cảm động giống những tên khốn vậy. Cuối cùng cũng tìm thấy đại đội rồi. Chúng ta nguyện vì người da đen mà chiến đấu. Chúng ta nguyện giết sạch người da trắng. Không đồng ý, đồng ý. Hai người cho rằng giết sạch người da trắng có phải là cực đoan quá không? Hai người chạy một đêm mới chạy thoát được. Vừa tỉnh dậy liền thấy người cô. Người cô nói với bọn họ. Các con không trân trọng tự do. Mới bị rơi vào tình cảnh như thế này. Muốn quay về thì phải sửa lại toàn bộ. Tìm thấy tổ tiên trả tự do cho họ. Sau đó đốt cháy điếu thuốc thì có thể quay về. Tổ tiên của họ là Isidore và Rosalie. Isidore. Không thể nào, anh ta thích đàn ông mà. Regis không tin. Trong lúc hai người tranh cãi thì người cô đã đi rồi chỉ để lại điếu thuốc. Trên đường dâu ở lần nữa nói rằng Isidore không thể nào là tổ tiên của bọn họ được. Liền lấy đoạn phim ra làm chứng. Anh xem, có phải đang lén lút ăn không? Isidore nói rằng tôi thật sự là đang ăn mía. Các người nghĩ tôi đang ăn gì chứ? Hai người nghĩ rằng Isidore không thích phụ nữ. Như thế thì không phải là không có đời sau ư? Quay về nông trường hai người nói rằng Rosalie chồng cũng xinh đấy. Dâu ở đồng ý cùng Rosa đi. Như vậy không phải là có đời sau rồi ư? Regis chửi rủa. Đó là tổ tiên của chúng ta đấy. Dâu ở nói rằng Rosa đi khá trẻ trung. Dâu ở không để ý. Regis kiên quyết phản đối. Con trai của Juden đi đến. Nhìn thấy hai người đang chửi nhau. Dâu ở và Regis nói với con trai của Juden. Đừng học theo bọn họ. Sau này người người bình đẳng. Nước Pháp bùng nổ đại cách mạng. Bỏ phiếu dân chủ. Người da đen cũng có thể làm tổng thống. Buổi tối con gái mù của Juden tổ chức hôn lễ. Con trai của Juden nói với đám người quý tộc. Ngày tháng tốt đẹp của các người sắp hết rồi. Louis 16 sắp xong rồi. Sau này đều là dân chủ bỏ phiếu. Chọc cho đám quý tộc cười ngả nghiêng. Người da đen cũng có thể bỏ phiếu sao? Có một ngày người da đen sẽ làm tổng thống. Juden nổi giận. Con trai ta lại nói ra những lời điên rồ như vậy. Nhanh cút về đi ngủ đi. Do tổ chức hôn lễ nên nô lệ cũng có thể uống rượu vui say. Dâu ở thừa cơ tiếp xúc với Rosalie. Dạy cô ấy một vài kiến thức về y học. Regis thì phụ trách chuốc say Isidore. Tranh thủ tối nay sẽ khiến Isidore và Rosalie gạo nấu thành cơm. Rosalie học xong liền muốn thực hiện cùng dâu ở tại chỗ. Dâu ở nói rằng tôi không đeo bao an toàn. Regis thấy hai người tình hình không đúng lắm. Vội vàng chạy lại kéo hai người ra. Dâu ở và Regis đem Isidore và Rosalie đặt ở phòng củi. Nhưng hai người bất tỉnh nhân sự thì phải làm sao đây? Hai người quyết định tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, liền ra tay giúp đỡ. Vừa dùng thể lực lao động thì hai người đã thở hổn hển. Dâu ở chửi mắng Regis. Anh thở hơi to quá đấy. Regis nói rằng, tôi thở không được sao? Sau khi thành công hai người quyết định châm điếu thuốc xuyên không về hiện đại. Hai người đột nhiên nhớ ra ở đây đã chịu thiệt thòi. Đi như vậy không phải là thiệt thòi quá sao? Hai người quyết định báo thù xong sẽ đi. Thế là hai người cầm theo vũ khí đến phòng khách quý tộc. Phá hoại không kiêng nể. Dâu ở trực tiếp lên trước hôn điên cuồng con gái của Juden. Cô dâu là người mù thốt lên. Cảm ơn chồng. Dâu ở vẫn chưa hài lòng tiếp tục lại hôn vợ của Juden. Regis nhặt nốt ruồi giả của người đẹp quý tộc nhét vào miệng họ. Lúc này quản gia đem súng xông vào. Bắt hai người lập tức dừng lại. Hai người cười lớn. Chúng tôi sắp về thế kỷ 21 rồi. Sợ ngươi ư? Dâu ở lấy điếu thuốc hít một hơi. Nhưng không hề xảy ra biến đổi gì. Chuyện gì vậy chứ? Anh thử một hơi xem. Regis cũng thổi một hơi.
vẫn không có thay đổi gì. Nhốt chúng lại, sáng sớm ngày mai thắt cổ. Ngày hôm sau chuẩn bị hành hình, con trai của Juden lại chạy ra ngoài, rơi xuống sông bị nước cuốn đi. Đám người vội vàng đi cứu thiếu gia. Isidor nhân cơ hội dùng gậy đánh ngất quản gia phía sau, cứu được Regis và Joe. Hai người ba chân bốn cẳng chạy trốn. Trên đường men theo dòng sống chạy xuống hạ lưu, thấy dưới nước có một đứa trẻ, là con trai chủ nông trường. Regis không nói nhiều liền nhảy xuống nước. Joe cũng nhảy xuống nước mới phát hiện mình không biết bơi. Cuối cùng Regis một mình cứu Joe và thiếu gia. Juden kêu hai người đến phòng làm việc, ký kết giấy tờ giải phóng tự do, để hai người có được tự do. Nhưng Regis lại không muốn. Anh ấy muốn để giấy tự do này cho Isidor và Rosalie. Bởi vì thế kỷ 21 vốn dĩ là xã hội bình đẳng, tờ giấy giải phóng này có tác dụng gì chứ? Mấu chốt là phải để tổ tiên có được tự do. Hai người đến đồng ruộng tìm Isidor và Rosalie, đưa giấy tờ giải phóng nô lệ cho hai người họ. Hai người họ rời khỏi nông trường, quản gia liền đuổi theo, trong tay còn cầm một điếu thuốc. Hai người quay lại thế kỷ 21. Dâu ở cũng thay đổi triệt để tìm công việc đàng hoàng. Chào mừng quay về, kẻ ăn thịt người. Sau khi tan làm, dâu ở và Regis quay về nhà, phát hiện con gái coi giấy giải phóng tự do là rác đã xé rách rồi. Xem ra hai người lại phải quay lại một chuyến rồi. Bộ phim kết thúc. Đây chính là câu chuyện của bộ phim Hành Trình Xuyên Không. Mức độ châm biếm trong phim rất lớn, đùa giỡn cực kỳ chuyên sâu, thuyết minh gần như rất khó giống bản chính. Nếu hứng thú nhất định phải xem thử bộ phim. Trên đây là toàn bộ nội dung của tập này. Theo dõi tôi sẽ đem đến cho bạn càng nhiều bộ phim kinh điển hơn.